Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện. Đoàn do đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2024-2025 tại các trường gồm Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Ngọc Mỹ, Trường Mầm non Ngọc Mỹ, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Lai, Trường Mầm non xã Đồng Lai, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thanh Hối, Trường Mầm non Thanh Hối, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tử Nê, Trường Mầm non Tử Nê, Trường Tiểu học Mường Khến, Trường Trung học Cơ sở Kim Đồng, Trường Mầm non Mường Khến, Thị trấn Mạn Đức. Tại các nhà trường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đặc biệt quan tâm kiểm tra và nắm tình hình thực tế về cơ sở vật chất trường lớp, nguồn nhân lực, tình hình học sinh và các yếu tố khác có liên quan đến năm học mới. Qua kiểm tra thực tế tại các nhà trường, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng cho công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường và lễ khai giảng của các nhà trường. Đồng chí đề nghị các nhà trường tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025. Đồng chí giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục chỉ đạo các nhà trường rà soát lại các trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học, thường xuyên quan tâm động viên chăm lo đời sống đội ngũ giáo viên, đảm bảo giữ gìn và phát huy truyền thống thi đua dạy tốt học tốt nhằm không ngừng thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà. Đối với ngày khai giảng năm học mới 2024-2025, đồng chí yêu cầu các nhà trường tổ chức buổi lễ trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa và tiết kiệm, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi cho các em học sinh bước vào năm học mới. Đoàn công tác do đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm kiểm tra tại các trường của xã Nhân Mỹ, Giang Bô, Lỗ Sơn và Phong Phú. Theo đó, đoàn đã đến thăm kiểm tra tại trường Mầm non Do Nhân, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Do Nhân, xã Nhân Mỹ, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Giang Bô, trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Lỗ Sơn và trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đình Giáo. Theo báo cáo của các nhà trường, để chuẩn bị cho năm học mới, các trường đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của địa phương, ngành giáo dục về rà soát, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học. Bên cạnh đó, công tác tổng dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp học cũng được các nhà trường triển khai một cách đồng bộ. Qua kiểm tra thực tế tại các nhà trường, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị cho năm học mới của các nhà trường và các địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các nhà trường tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025. Đề nghị lãnh đạo các xã quan tâm, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo 100% học sinh đến độ tuổi được ra lớp, tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh, đảm bảo trường lớp khang trang, sạch đẹp. Chủ động, rà soát lại các trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học. Thực hiện các biện pháp đồng bộ, nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lễ khai giảng và thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2024-2025. Đoàn do đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại các trường học trên địa bàn các xã Phú Cường, Lũng Vân, Ngổ Luông và Quyết Chiến. Để chuẩn bị cho năm học mới và lễ khai giảng năm học 2024-2025, các nhà trường đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định cũng như hướng dẫn của ngành, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và phụ huynh học sinh rà soát các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lên phương án hỗ trợ, đảm bảo huy động 100% trẻ ra lớp đúng độ tuổi và không để học sinh bỏ học do hoàn cảnh khó khăn. Đối với công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, đến thời điểm hiện tại, các nhà trường đã cơ bản hoàn tất. Kiểm tra tại các nhà trường, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các nhà trường trong công tác chuẩn bị năm học mới và lễ khai giảng năm học. Đồng chí cũng yêu cầu các nhà trường động viên các thầy cô giáo vượt khó, cống hiến cho sự nghiệp chồng người, quan tâm chăm lo cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho các em trong học tập, chuẩn bị tốt các điều kiện để lễ khai giảng năm học mới được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, hiệu quả, an toàn